Zokantar. Holmes. Alamaz. Zokantar. Alamaz. Zokantar. Zokantar. Alamaz. Zokantar. Donna E. Zokantar. Zokantar. Holmes. Zokantar. Alamaz. Donna E. Holmes. Zokantar. Holmes. Glory. Alamaz. Holmes. Glory. Alamaz. Donna E. Alamaz. 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 Donna E. Donna E. Alamaz. 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 Holmes. Oklahoma. Alamaz. Rogan. Alamaz. Donna E. Alamaz. Quên mất. Vâng, vừa bình luận nhưng mà quên tắt mic anh em ơi. Sorry anh em nhá. Oklahoma. Rogan. Alamaz. Oklahoma. Alamaz. Alamaz. Rogan. Oklahoma. Oklahoma. Alamaz. Glory. Yuri. Alamaz. Yuri. Đó, một kèo đầu Egypt-Pan. Vâng, hai tuyển cho hai game thủ nhưng mà bên kia cũng phải tuyển hơn. Ép đời rát hơn. Bỏ tránh giáp đoàn nha, tất cả anh em nhá. Bỏ anh em vào, anh em cho em xin tân like cho bình luận anh em ơi. Bỏ cảm ơn tất cả anh em rất nhiều. Bỏ cho anh em mấy những ngày cuối tuần là vui vẻ nhá. Hình như hôm nay thứ 6, thứ 7 thì sao, thứ 6 nhá. Ờ đây thứ 6 đúng rồi. Bỏ tránh Vương Văn Đức nha, chào tất cả anh em. Đó đây map đấu mà nếu như set thì con Egypt nó sẽ khỏe về sau trước con Pan. Và còn nếu như Pan lên đời sớm thì Egypt lại khoai, nhưng đây là một bài đấu mà game thủ Egypt có thế không nhà được. Và hôm qua kèo Việt Nam và Trung Quốc. Vâng anh, đúng rồi anh ơi, hôm qua thì game thủ Cam Quýt thì vẫn đang sức khỏe chưa được ổn định. Hôm qua vẫn đang mệt, vẫn đang sốt cho nên không thể thi đấu được kèo hôm qua. Đó, cho nên đội hình ra quân là thay bằng thầu. Đấy, thay bằng thầu là vẫn tươi chứ anh em. 2-0 trong hai thể loại luôn. Và 1P, 1L, 1A. Đó đúng rồi anh ơi, hơn 200 cây đấy. Hơn 200 cây. Anh 1P, 1A, 1 ăn tươi nước sống Pan. Vâng, chuẩn anh ơi. Thật ra đối đầu với Pan đánh kiểu chém thủ P hay là cung thủ phù thì cũng được, nhưng mà cái vấn đề là Pan phải lên muộn cơ. Hoặc là chí ít là mình phải lên cân Pan thì mới có thể thi đấu được. Còn bài mà lên thọt Pan và họ có cung rửa sớm, bánh xe sớm và họ đi mình bắn E và đi tới tấp làm cho mình không phát triển được thì cái thế cũng sẽ khoai. Nói chung là lý thuyết là chúng ta sẽ biết chống rồi, nhưng mà về vào cái map đấu nữa phải E không, không được. Đang hơi mất thao tác tay với cái con voi này. Chúng ta thì thấy là bài đấu này sẽ lên đời muộn nha. Lên đời muộn đấy. 25 dân của Quýt và bây giờ vẫn đang chờ đợi. Trận này không lên được sớm, mới có làm 26 dân tí, 27 dân cũng được. Chúng ta bài này dừng một tân dân nhưng mà Quýt cũng chưa thể kích đời ngay. Vâng, tại sao không làm một quảng dân nữa kích đời cho khỏe nhỉ? Ôi ôi, không được rồi. Càng đấy, bài Pai mới gặp Parmesan, ta kích trong 9-15, kích 2. Mạnh mấy phần trăm nhỉ? Mạnh mấy phần trăm? 23% truy mệnh. À, dò rộng đấy. Donna E. Alamaz.
Đó, bài đấu này mình thấy truy mệnh vẫn là một bài dò rất rộng nhá. Như vậy là quyết định là đánh cung thủ phù cho quý thêm 1-2 cái BE nữa là kín. Vâng, cái chợ này, cái nhà BE này thêm 2 BE nữa là kín bưng luôn. Một cái BE bét ở đây. Vàng đâu nhở? Bài này có vàng trong không anh em ơi? Đầu tiên em cũng chưa để ý ra bãi vàng không biết có hay không cho quýt. Không lẽ là bài đấu này là quýt đánh cùng rờ chay à? Một map đấu mà hình như là thấy không thấy bãi vàng, như vậy là bài không vàng trong rồi. Đây có cái bãi vàng ngoài này, không biết là ăn hay không. Chỗ quanh giếng này có một bãi vàng. Như vậy là một cái bãi vàng sẽ đánh kiểu bò nhỏ nếu như quyết thủ phù. Ăn vàng đúng rồi, vẫn sẽ kết cấu ăn vàng thôi. Nó bo căng ra đây luôn. Đó, ta chờ đợi xem cái tên bo nhà của dân kiến trúc này trong map này. Vâng, đang vây. Một tình huống vầy e chưa thành công cho quýt. Đã còn dò đối phương nhưng là cũng còn dò công giáp đầy đủ như vậy. Không, chưa có giáp. Chỉ có cái công thôi, chưa có giáp. Rồi, một P bên trong. Rồi, như vậy là cuối cùng thì cũng bắt được con giò cái thủ truy mệnh rồi. Bánh xe đã có cho từ cam quýt. Và tạm thời cái thế này tươi tươi nhá. Một bài với thủ cam quýt đang cơ cấu được cái bộ lực của mình rất ổn và sẽ có con phù đứng trong này. Vàng thì có lẽ sẽ không còn quá nhiều dân thời điểm này nữa. Vì truy mệnh cũng sẽ chuyển hẳn sang cái thế là đánh kiểu lạc đà. À, đánh kiểu cung R, xin lỗi anh em. Mình là cung R Egypt cũng sẽ tuyển hơn rất nhiều so với cung R Parmesan. Đánh hôn mã cho anh thủ Parmesan rồi. Không nên đâu. Rồi chúng ta thấy là về lý thuyết là Egypt quá khỏe về sau, nhưng mà khi mà lên đời muộn hơn thì họ quá nhiều quân trước mình. Chúng ta thấy quá nhiều cung R thời điểm này. Mặc dù đã tuyển nhưng mà đang không đông. Mình cũng chất lượng nhưng mà họ lại chơi về số lượng. Đó là 29-60 của cung thủ cao quýt. Đang cố gắng dẻo. Cố gắng tránh tình huống đối phương lọt vào trong nhà mình. 4-5 cùng rời Egypt. Liệu rằng game thủ truy mệnh có dám vào hay không? Quýt đang cố gắng vẩy e không cho đối phương ám sát. Con phù vẫn đang vẫy cả luôn dọc giấy. Cố gắng vẫy luôn. Tầm này là nhà có gì là xúc hết. Nhưng mà sau khi thủ được tờ này thì game thủ cam quýt cũng khá là yêu. Chúng ta thấy là chất lượng cùng rời Egypt nó rất tuyển. Cảm giác con cùng rời Parmesan là vô cùng yếu đuối. Nhưng mà sau tân thủ này, lực cái thủ cao quýt không có gì thì đấu nhiều thôi. Dần ruộng bắt đầu bị chạy. Là 28-56. Thao này 31. Thao này 32. Vâng, bắt đầu ổn định được hai vòng ruộng cho cái thủ cam quýt rồi. Vâng, tạm thời cái thủ cam quýt đã không còn sóc cho mình những con P nữa. Không biết là sau khi không chúng ta không sóc phù thì cái thủ mệnh có chuyển sang một thế đánh lạc đà không nhỉ. Vâng, đồng. Vâng, tờ này vào liệu rằng có hơi sớm hay không cho quýt. Quýt đang rất tự tin với tình huống quyết định này. Đó, quyết định đẩy ra. Đó, mệnh đang rất tự tin khi mà game thủ cao quýt đi ra và vào đây xúc luôn. Mấy nhà quân đây. Đó, mình trâu thật nhưng mà họ là trâu quân. Mình
mình trâu máu nhưng họ trâu quân. Map này nếu như mà game thủ Cam Quýt ổn định được cái ruộng tươi, thế là bài này mà ruộng không bị đậu vào vẫn có thể sóc quân, thì bài này thủ dâm bên trong thì vẫn dễ. Rồi, nhưng bài yếu quá, bài lực yếu.